nhà phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần bản tin tức mỗi một ngày thì vẫn nhắc lại tạp chí quốc phòng của TNP Channel chuyên về tin tức quốc phòng ở Á Châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong đó, những cuộc đối đầu, những biến cố và những cuộc tập trận diễn ra tại đây đều được trình bày đầy đủ qua hình ảnh màu rất đẹp và đầy đủ chi tiết cho quý vị trong tạp chí quốc phòng. Quý vị nào muốn order tạp chí quốc phòng, liên lạc qua địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn at com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết về tạp chí quốc phòng đây là tạp chí quốc phòng đầu tiên của người việt ở hải ngoại chuyên về tin tức quốc phòng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều mong quý khán thính giả sẽ ủng hộ cho cái sản phẩm đầu tay của tnp channel đó là cái uh, thông báo của phong và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi uh, sẽ của chúng ta, đầu tiên hết là Tòa Bạch Ốc sẽ tập trung vào giá dầu thô, không phải là nguồn cung cấp sau khi mà OPEC tuyên bố là cắt giảm trữ lượng và xuất cản của họ. Bản tin mới nhất từ ở Tòa Bạch Ốc cho biết là ông Joe Biden và chính quyền của ông ta sẽ tập trung vào giá dầu thô, không phải là những thùng dầu thô sau khi mà Saudi Arabia dự tính là sẽ cắt cái trữ lượng xuất cảng dầu thô lên tới 1 triệu thùng một ngày chúng tôi sẽ tập trung vào giá cả của giới tiêu thụ Hoa Kỳ không phải là những thùng dầu thô và giá cả này cần phải giảm à, đã được giảm kể từ năm ngoái theo một viên chức đã không cho biết tên lên tiếng như trên và giữa lúc thì chúng tôi nói rằng chúng tôi tin rằng nguồn cung cấp vẫn sẽ đúng với cái đòi hỏi và chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với tất cả những nhà sản xuất và các cái thị trường tiêu thụ để chắc chắn rằng thị trường năng lượng sẽ ủng hộ cho sự tăng trưởng của kinh tế và giảm giá của dầu thô cho giới tiêu thụ của Hoa Kỳ. Phía Saudi Arabia cho biết là họ sẽ cắt giảm khoảng 9 triệu thùng, thùng dầu thô cho tháng 7 và khoảng 10 triệu trong tháng 5. Và đây được xem là bước cắt giảm lớn nhất trong nhiều năm qua và được một phần để mà tăng cái giá dầu thô của họ lên. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một chiếc E một loạt những chiếc F-16 đã ngăn chặn một chiếc máy bay nhỏ ở tại DC và trong đó gần như là chiếc máy bay này đã bị rượt theo và cuối cùng gây tai nạn và không còn ai sống sót. Hoa Kỳ đã gửi F-16 lên ngăn chặn một và rượt theo một chiếc máy bay hạng nhẹ và trong đó Phi công được biết là đã vi phạm vào luật không phận ở xung quanh Washington DC và sau đó đã gây một tai nạn trên cái vùng đồi núi ở Virginia. Các uh, giới chức cho biết và không có một người nào uh, sống sót ở trong cái tai nạn này được uh, uh, phát hiện theo tường trình của uh, cảnh sát tại Virginia. Chiếc uh, máy bay nhỏ này <laughs> uh, uh, được biết là đã bay à, rất là thấp ở cái à, thủ đô của Hoa Kỳ giữa lúc mà đã bị à, rượt đuổi bởi à, một số những chiếc chiến chiếc đấu cơ Hoa Kỳ và tìm cách gọi là ngăn chặn phi công bốn người trên chiếc Cessna à, được biết là à, trong đó là một chiếc gọi là Citation à, và họ đã vi phạm vào à, cái lực của à, của à, cơ quan gọi là kiểm tra về công uh, phận của Hoa Kỳ và trong đó hầu như hầu như là chiếc này có thể chở từ 7 cho tới 12 hành khách sau khi mà vài giờ uh, được uh, phát hiện nó xuất hiện thì uh, phía Virginia cho biết là phía Hoa Kỳ đã gửi F16 lên và trong đó thì uh, chiếc Cessna này đã ghi danh từ ở ta Melbourne ở Florida và theo tường trình cho biết là họ đã nằm ở trong cái hệ thống tracking của Flyaway và theo tường trình của tờ Washington Post cho biết thì số người ở trong mặt đó thì có cả con gái của một người chủ nhân của chiếc máy bay này là John Rom đã có mặt ở trong chiếc máy bay. Chúng tôi đã không biết gì về tai nạn trên và ông đã phát biểu như trên và chúng tôi đang nói chuyện với cơ quan FAA hiện nay. Lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã tiếp xúc với phi công và trong đó gần như là không có trả lời cho lực lượng không quân của Hoa Kỳ cho khi cho tới khi mà chiếc Cessna này đã gặp tai nạn ở cái ngọn đồi gọi là George Washington National Forest tức là ở khu rừng ở Virginia và cơ quan đặc trách về cái là bộ quốc phòng của Hoa Kỳ thuộc Bộ Chỉ huy Miền Bắc đã đưa ra một bản statement và chiếc Cessna này đã bay với lại cái tinh thần gọi là autopilot tức là tự lái và lực lượng của Hoa Kỳ đã tìm cách liên lạc nhưng mà không liên lạc được với phi công. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra vào ở tại Washington DC vừa qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nhà sáng lập công ty Twitter là Jack Dorsey đã lên tiếng và endorse cho Robert và Kennedy Jr. để mà ra tranh cử tổng thống. Nhà sáng lập công ty Twitter và là tổng giám đốc trước đây của công ty này là ông Jack Dorsey đã lên tiếng và ủng hộ cho ông Robert Kennedy Jr. trong vai trò gọi là ứng cử viên tổng thống và nói rằng ông là một trong những ứng cử viên tốt nhất của đảng Dân Chủ có thể đánh bại được cả thống đốc của tiểu bang Florida là Ron DeSantis và kể cả cựu tổng thống Donald Trump vốn là con trai của thượng nghị sĩ ở tiểu bang New York là ông Robert Kennedy nhân vật này được xem là một luật sư về môi trường và cũng là một người chống tình trạng chích chủng ngừa một cách áp lực áp lực và trong đó đang có một cái cuộc chạy đua đối với ông Joe Biden trong cái cuộc gọi là chạy đua vào cái ghế tổng thống vào ngày thứ ngày chủ nhật vừa qua thì ông uh, Jack Dossi đã tweet trên video trên uh, Twitter một cái trang video mà trong đó thì ông Kennedy đã nói với chuyện với đài truyền hình Fox và cái clip này với cái tựa là Robert Kennedy Jr tranh luận là ông ta có thể đánh bại cả Trump lẫn Ron DeSantis trong năm 2024 thì ông Dossi nói rằng ông ta có thể uh, chiến thắng đó là lời phát biểu của cha Jack Dossi đã đưa ra và khi mà có những thách thức khi mà poster cái cái tweet này được post lên thì ông nói rằng uh, ông ta endorse và ông đã nói rằng ông ta sẽ endorse cho cả ông uh, Kennedy Robert, uh, Robert Kennedy và ông Dosi cho biết là ông đã bảo vệ cho cái uh, việc này và ông nói rằng ông tin rằng chỉ có người uh, cháu của Kennedy tức là ông Robert uh, Kennedy Jr. là người có thể đánh bại được cả ông Trump lẫn ông Donald Trump và trong đó thì ông uh, Kennedy là người đã chống lại cái tình trạng mà áp lực và áp buộc phải uh, chích chủng ngừa và vốn là một nhà luật sư về uh, môi trường. Ông được xem là một nhân vật đối lập uh, trong đảng Dân Chủ đối với là ông uh, Joe Biden và trong đó thì ông này năm nay 69 tuổi đang uh, được xem là một trong những cái dựa vào cái huyền thoại gia đình của ông ta và ông ta có 16% cho tới 20% trong cái cuộc thăm dò của Đảng dân chủ trong năm 2024 khi mà ông ta tuyên bố ra tranh cử đây được xem là một trong những nhân vật đối lập và có thể là một đối thủ đáng gờm của Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy lên tiếng và nói rằng ông Christopher Ray cần phải cung cấp đầy đủ tất cả các chứng từ cho cái ủy ban ở tại hạ viện. Giám đốc cơ quan tình báo FBI là Christopher Ray sẽ phải đối diện với một cái án và bị truy tố về tội khinh thường của quốc hội nếu như ông ta không cho phép chủ tịch của Ủy ban giám sát tại Hạ viện xem tất cả những tài liệu chứng từ liên quan tới cuộc điều tra về ông Joe Biden trong thời gian ông ta là phó tổng thống. Đó là lời khẳng định của ông Kevin McCarthy đã đưa ra vào ngày Chủ nhật chúng ta là một cái uh, nơi có cái trách nhiệm và giám sát ông đã lên tiếng uh, phát biểu như trên uh, sau khi mà được phỏng vấn bởi đài truyền hình Fox và nếu như họ không đáp ứng và cho xe cho phép mỗi một người trong cái quỹ ban giám sát kể cả đảng cộng hòa lẫn đảng dân chủ uh, là họ phải chịu trách nhiệm trước các thành viên của quốc hội để nhìn thấy tất cả những tập tỷ liệu này tôi sẽ bắt đầu uh, lập cái án truy tố về tội khinh thường quốc hội đối với Christopher, uh, Christopher Ray fbi ông cha uh, uh, Comer cho trong ngày thứ hai cho biết là tập tài liệu này ông chưa được phép uh, nhìn nhưng mà không được phép cung cấp tuy nhiên ông mặc Cathy nói rằng và chỉ có diễn ra khi mà ông ta làm chủ tịch hạ của hạ viện và ông ta đe dọa sẽ truy tố ông christopher ray về tội khinh thường quốc hội uh, chúng tôi đã nhận ra chúng ta phải nhận ra tập tài liệu này và chúng tôi đã gửi ra một cái chat cho họ và họ đã không đáp ứng cái tác của chúng tôi tôi kêu gọi tôi đã gọi điện thoại cho giám đốc và nói với ông ta tôi cần có được cái uh, Tập tài liệu này trong cái tác và chúng ta cần là phải chịu trách nhiệm và giám sát về FBI. Đây là cái quyền trách nhiệm ở hiến pháp và sự thay đổi trong cái suy nghĩ của ông ta. Ông ta chỉ cho chủ tịch và một thành viên cao cấp được nhìn thấy tập tài liệu này ở tại Hạ Viện. Đó không phải là đầy đủ và nó cần phải được tất cả các thành viên phải được xem. Trong cái đó thì FBI mong muốn là cái họ họ muốn là phải có chi ra khoảng ta tỷ mỹ kim cho cái cơ quan này hoạt động trong cái tài khoá mới và nói rằng ông ta không nghĩ rằng đây là một cái đường hướng tốt để sử dụng cái tiền thuế của người dân tôi đã nói rất rõ ràng à, nếu mà chúng ta cần thì à, cái, cái 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 việc mà xây dựng một cái tòa building của fbi nó không cần phải ở virginia và nó cũng không cần ở maryland nó có thể ở Texas hoặc là ở một số những tiểu bang khác và ông McCarthy cho biết tổng thống đã ta ký một cái dự luật mà mà tôi đã thông qua trong đó là sẽ buộc tất cả các nhân viên của liên bang phải quay trở lại làm việc và 50% nhân viên của liên bang đã không tới. Tôi nghĩ rằng cần phải có trách nhiệm, họ cần phải làm công việc của họ thay vì họ ở nhà làm việc từ xa. Đây được xem là một trong những lời phát biểu mới nhất của ông Kevin McCarthy và ông đe dọa là sẽ khởi kiện ông Christopher Ray về cái tội gọi là khinh miệt đối với lại quốc hội. Đó là bản tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu giám đốc cơ quan FBI là ông James Comey đã lên tiếng ủng hộ cho Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024 cựu giám đốc cơ quan FBI, người đã là đưa ra cái chiến dịch gọi là Crossfire Hurricane để điều tra cựu tổng thống Trump trước đây năm 2016, tuyên bố là ông ta sẽ ủng hộ cho ông Joe Biden ra tranh cử trước tổng thống năm 2024 đó phải là Joe Biden, ông ta đã phát biểu với tòa Bạch Ốc, với lại cha cựu phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc là Jen Psaki ở trên đài truyền hình MSNBC trong ngày 4 tây tháng 6 vừa qua. Khi hỏi rằng ông ta có bỏ phiếu cho Biden hay là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, bà hơn là cựu Tổng thống Trump, ông ta đã lên tiếng và nói rằng là ông ta ủng hộ cho Joe Biden và ông ta nói rằng Joe Biden cần phải làm tổng thống và đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng mạnh mẽ nhất của James Comey. James Comey là kẻ đã sử dụng đạo luật FISA và ký cho FBI để mở một chiến dịch có tên gọi là Crossfire Hurricane để điều tra về chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump năm 2016 dưới cái sự điều khiển của Hillary Clinton và do đó ông ta lên tiếng và nói rằng ông ta sẽ à, ủng hộ cho Joe Biden vào cái à, ghế tổng thống năm 2024. Ông ta được Obama bổ nhiệm vào giám đốc FBI năm 2013 và ông ta giữ cái vị cái vị trí này cho tới năm 2017 khi ông Trump lên đã đuổi việc James Comey và đưa ông Christopher Ray vào vị trí này. Và nếu như mà ông Trump được đắc cử thì Comey cho biết là ông ta sẽ trở thành mục tiêu trả thù trong 4 năm của ông Trump. Tuy nhiên, thì cả cựu tổng thống Trump vẫn không lên tiếng và nói rằng là ông ta sẽ trả thù bất cứ ai. Tuy nhiên, ông ta sẽ áp đặt một chính sách rất cứng rắn và thay đổi tất cả lời lối của liên bang. Đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc của James Comey đã đưa ra. Và trong đó, ông ta cho rằng là ông ta sẽ bị trả đũa bởi ông Trump. Tuy nhiên, thì hiện nay thì tổng thống Trump vẫn chưa nhắc tới nhân vật này và nhân vật này gần như là tuyệt đối sẽ ủng hộ cho Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay một trường đại học uh, sinh viên trường đại học texas đã đứng đằng sau cái dự án gọi là kiểm duyệt đối với lại những cơ quan truyền thông bảo thủ Bản tin mới nhất cho biết một số sinh viên của trường đại học Austin tại Texas được phát hiện là họ là những kẻ đã đưa ra cái chiến dịch gọi là kiểm duyệt đối với những cơ quan truyền thông bảo thủ. Tổ chức có tên gọi là GDI, tức là Global Disinformation Index, ở trong đó đã đưa danh sách đen tất cả những cơ quan truyền thông bảo thủ vào trong cái danh sách đen và nó được viết bởi các sinh viên ở tại trường đại học Austin và trong đó họ làm việc trực tiếp với lại cái tổ chức này trên toàn cầu do ông George Soros tài trợ. Và trong đó, trong một cái tập tài liệu gần 1.000 trang được phát hiện bởi tổ chức có tên gọi là The Federal cho thấy rằng là những sinh viên này đã được định hướng để mà gán nhãn và đưa tất cả những cơ quan truyền thông bảo thủ ở Hoa Kỳ vào danh sách đen trong đó bao gồm luôn cả đài truyền hình Newsmax TV, American Spectator, The Federalist, American Conservative, One American News, Blessed Daily Wire, Real Clear Politics, Reason và new york Post đều nằm trong tình trạng gọi là bị chấm điểm thấp bởi vì họ cho rằng là những đây đây là những cái công ty truyền thông có nhiều cái gọi là phát tán những thông tin gọi là disinformation và gần như họ đã ca ngợi tất cả những cái cơ quan truyền thông cánh, hợ, cánh tả rất là nhiều trong đó thì nhiều công ty lớn đã bác bỏ cái bản nhận định của gdi trong đó bao gồm công ty microsoft đã tìm cách gọi là loại trừ dựa theo cái quy tắc của gdi cùng một lượt thì Google cũng đã đưa ra cái vấn vấn đề này. Trong lúc đó thì à, phía đảng Dân Chủ và kể cả Bộ Ngoại giao đã chi ra 500.000 Mỹ Kim từ năm 2020 đến năm 2021 à, ở trong đó và phía họ chi ra trên 100 ngàn Mỹ Kim của các người đóng thuế trong năm 2021 để mà đưa cho cái tổ chức CDI này. Đây là một tổ chức dường như là có cái khuynh hướng kiểm duyệt đối với lại các cơ quan truyền thông cánh hữu. Họ chấm điện rất thấp rồi sau đó kêu gọi những công ty quảng cáo là không quảng cáo trong các cái cơ quan truyền thông cánh hữu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay một viên chức cao cấp của hoa kỳ đã viếng tâm trung quốc đánh dấu à, tưởng niệm cái biến cố thiên an môn bản tin mới nhất cho biết một giới chức ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ đã tới Trung Quốc để thảo luận về các cái vấn đề gọi là quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó thì ông Daniel Christian Ping, được xem là thứ trưởng đặc trách về Đông Á và khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đã tới Trung Quốc đánh dấu đúng 34 năm cái biến cố Thiên An Môn và cuộc thảm sát diễn ra ông Kristin Pring đã cùng đồng hành với lại bà Sarah Baron được xem là một trong những viên chức cao cấp giám đốc về Hội đồng An ninh Quốc gia đã đặt trách về trời vấn đề Trung Quốc và Đài Loan. Và cuộc gặp gỡ này đã diễn ra vào ngày năm Tây, tức là ngày hôm nay, theo tường trình của Bộ Ngoại giao đưa ra. Tuy nhiên thì Kristin uh, Pring uh, đã lên tiếng và uh, đã đặt vấn đề về và lo ngại về nhân quyền đối với các viên chức của Trung Quốc trong lúc mà họ nói rằng cần phải có một cái căn bản tự do tại Trung Quốc. Ông này Dự tính là sẽ phát biểu ở tại cái viện nghiên cứu ở New Zealand, một viện nghiên cứu chính chiến lược đặt tại Auckland thủ phủ của New Zealand vào ngày 8 tây tháng 6 và trong đó ông sẽ bay tới Wellington ở New Zealand trong tới ngày 10 tây và cũng sẽ thảo luận về cái tính chất gọi là đối thoại chiến lược giữa Hoa Kỳ và New Zealand. Trước đó ông từng là đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời của ông Trump và hiện nay thì à ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Antony Blinken đã lên tiếng và đưa ra một cái bản statement vào ngày ba tây là Hoa Kỳ vẫn xa đánh dấu và tưởng niệm cái năm thứ 34 cuộc thảm sát tại Thiên An Môn. Trong ngày 4 tây tháng 6 năm 1989, chính quyền của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã sử dụng xe tăng tiến vào Quảng trường Thiên An Môn để mà đàn áp tất cả những sinh viên ủng hộ cho phong trào dân chủ mà biểu tình một cách ôn hòa và kể cả họ tấn công những người đi đường và những nạn nhân này rất là can đảm, họ sẽ không bị quên lãng và vẫn tiếp tục lên tiếng cho họ và trên toàn thế giới và ước lượng có khoảng 300.000 binh sĩ của Trung Quốc tuổi từ 18 tới 19 đã được khai triển tới đàn áp tất cả các sinh viên biểu tình được xem là một cái cuộc thảm sát uh, uh, gọi là khủng khiếp nhất ở tại Trung Quốc và theo tường trình cho biết thì uh, lực lượng quân đội của Trung Quốc đã uh, nổ súng vào người dân ở tại Thiên An Môn và có ước khoảng 100.000 uh, sinh viên đang có mặt ở tại đây và ước lượng có tới uh, 500.000 các cái uh, lực lượng quân sự của Trung Quốc vây quanh các sinh viên này trong cái ngày 4 tây tháng 6 năm 1989. Đây được xem là cuộc chiến viếng thăm quan trọng của ông Christopher uh, Christian Ring ở tại Trung Quốc cùng với lại người đặc trách về an ninh quốc gia của Bộ Ngoại giao đặc trách về vấn đề Trung Quốc và Đài Loan đã đến Trung Quốc trong cái ngày đánh dấu đúng 34 năm trước. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, các nhà đối lập và bất đồng chính kiến tại Trung Quốc đã kêu gọi là người dân phải dùng cái công lý để lật đổ chế độ Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà bất đồng chính kiến đã tụ tập lại ở cái đánh dấu cả ở tại Hồng Kông ở năm thứ 34 của cuộc thảm sát Thiên An Môn và kêu gọi là phải có một lực lượng công lý và kể cả trong lẫn ngoài Trung Quốc để lật đổ chế độ độc tài của Cộng sản Trung Quốc. Đây là bước cần thiết mà họ đã từng tụ tập trước đây và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là phải từ bỏ cái quyền lực của họ. Một trong những chuyên gia về Trung Quốc có tên là Fan Chongyi được xem là một giáo sư của trường đại học à, gọi là University of Technology Sydney, tức là một à, trường à, trường đại học kỹ thuật của Sydney đã lên tiếng nói với lại à, phía của báo chí ở tại nước Úc rằng đã tới thời gian phải lật đổ chế độ cộng sản. Năm 2018, Úc đã bắt đầu giới hạn rất nhiều những cái tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ cho Hoa Kỳ. Ông Phan đã phân tích như trên và cùng một lượt thì Hoa Kỳ đã chấp thuận một cái chiến lược an ninh mới trong đó xem chế độ cộng sản trung quốc là một cái à, à, phần tử đối lập và là một kẻ thù và hiện nay đến thời gian này thì khối Tây phương trên toàn thế giới đã bừng tỉnh trước sự đe dọa của Trung Quốc và họ gần như là có một cái cuộc chiến không tuyên bố chống lại đảng cộng sản Trung Quốc, cuộc chiến tranh lạnh chống lại của chủ nghĩa cộng sản đã chấm dứt. Tuy nhiên, thì cuộc chiến tranh đối đầu với cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu ở nhiều mức độ khác nhau, bao gồm kỹ thuật kinh tế, mậu dịch, đầu tư, tình báo và kể cả việc mà thay đổi trên toàn cầu về cơ hội và hy vọng cho người dân tại Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của ông Fan ông nói rằng tập cân bình đã tái lập lại chế độ độc tài toàn trị kể từ khi mà ông ta nắm quyền lực và gần như ông ta đã tập trung vào cái nền kinh tế tập trung và xóa bỏ tất cả cái thành phần trung lưu tại trung quốc và dẫn tới tình trạng gọi là nằm dưới sự quản trị của đảng cộng sản và đây là một cơ hội mới có thể sẽ đoàn kết tất cả các lực lượng để lật đổ chế độ chuyên chế của cộng sản trung quốc đây được xem là lời kêu gọi mới nhất của những nhà bất đồng chính kiến ở đứng ở ngoài Trung Quốc và đã kêu gọi và trong đó họ đã tụ tập ở nhiều nơi trên toàn thế giới gồm có Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc và kể cả ở Hồng Kông họ đều lên tiếng và thống nhất là chỉ phải đã tới thời gian để lật đổ cái chủ nghĩa cai trị của cộng sản Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay có ít nhất 19 người đã bị thiệt mạng trong một cái khoáng mỏ ở tại Trung Quốc đó là bản tin mới nhất từ ở Trung Quốc cho biết Bản tin mới nhất từ ở Trung Quốc cho biết là có 19 người đã bị thiệt mạng trong một cái vụ đất lở xung quanh một cái ký túc xá của công nhân khoáng mỏ. Bản tin nói rằng là ở việc này xảy ra ở khu vực ở phía tây nam của Trung Quốc và gần như là diễn ra vào ngày chủ nhật. Thảm kịch này đã diễn ra ở trên một cái vùng đồi núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên à, và trong đó giữa lúc mà các cơn mưa đang diễn ra tại đây trong vài tuần lễ qua, những người bị thiệt mạng, đa số là những công nhân làm việc trong cái khoáng mỏ có tên gọi là Yuan một trong những cái khoáng mỏ được xem là khai thác về nguyên liệu của Trung Quốc và cuộc uh, gọi là landslide này tức là một cái uh, trận uh, gọi là đất chùi này đã khiến cho tất cả những cái uh, tòa chung cư của uh, công nhân đã bị uh, tràn ngập đất bùng và cuối cùng thì đã có tới 19 người bị thiệt mạng. phía Trung Quốc vẫn không cho biết là số người bị thương là bao nhiêu và thiệt hại tài sản lên tới mức độ nào vẫn chưa biết. Tuy nhiên thì uh, uh, công an cộng sản Trung Quốc cho biết là hiện đang mở cuộc điều tra về tai nạn này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng mất điện và không đủ điện cung cấp đã ảnh hưởng tới ngành du lịch. Ít nhất là trong những ngày đầu tiên của mùa hè, được xem là cao điểm của thời tiết nóng, khiến cho nhiều khách sạn ở khu vực Vịnh Hạ Long đã khốn đốn vì tình trạng cúp điện. Bản tin mới nhất cho biết một số những khách sạn tại Hạ Long đã có tình trạng bị cúp điện liên tục trong 3 ngày và khiến cho những đứa trẻ đi cùng với gia đình vào trong khách sạn để mà nghỉ ngơi, cũng như là đi du lịch đã không chịu nổi nóng khóc và họ phải thuê một cái khách sạn mà có điện để có thể uh, gọi là uh, chăm sóc và cho con em lúc mà bật máy lạnh và viện bất điện không thông báo trước này Khiến cho ít nhất là nhiều khách sạn tại Vịnh Hạ Long đã phải khốn đốn bởi vì tình trạng không đủ đủ nguồn điện cung cấp cho khu vực ở các địa điểm quan trọng của Việt Nam về du lịch và kinh tế và chính quyền của Hà Nội chỉ tập trung mở điện ở tại thành phố Hà Nội 24 trên 24 và họ cấp điện ở những nơi khác để tập trung cái nguồn điện cho Hà Nội. Hiện nay thì gần như là cả tình trạng mất điện luân phiên đã diễn ra ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, đặc biệt là những cái khu vực được xem là có trọng tâm về kinh tế và sản xuất đều bị ngưng và bị cúp điện luân phiên. Trong khi đó, những nơi như Hà Nội thì được giữ điện 24 trên 24 và không thể cúp một phút nào. Đó là cái lệnh của phía Hà Nội đã đưa ra. Nhiều khu vực ngoại ô của Hà Nội đã bị cắt điện và đã bị cúp điện luân phiên. Nhưng riêng trong thành phố Hà Nội thì gần như là điện được sử dụng thoải mái và không có tình trạng gọi là bị cúp điện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, bắt đầu bộ thông tin đã nhắm vào mạng uh, video tiktok sau khi cáo buộc rằng uh, mạng video tiktok này đã có nhiều sai phạm với cái luật lệ của cộng sản việt nam trong phiên họp vào ngày hôm nay, năm tây tháng 6, thì Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Thanh Lâm nói rằng là những sai phạm mà công ty TikTok đã vi phạm theo cái luật lệ của Cộng sản Việt Nam, trong đó là có nhiều cơ sở và trong đó đặc biệt là những clip mà TikTok đã khuyến khích giới trẻ và ở Việt Nam đi theo những cái xấu, tức là khoe hình và khoe cơ thể cũng như làm những cái clip đã kiếm view Điều này đã dẫn tới việc mà Bộ Thông tin và Truyền thông của Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu cho kiểm soát tất cả những cái đoạn video được chiếu ở trên mạng Tiktok Tiktok được xem là một trong những cái mạng video chiếm nhiều cái lượng subscriber ở tại Việt Nam nhiều nhất sau Facebook và Youtube Đây được xem là một trong những cái mạng video mà giới trẻ ở Việt Nam từ 9 tuổi cho tới 17 tuổi thường xuyên sử dụng và họ sử dụng những cái trang mạng này để kiếm view và kiếm những người xem và trong đó họ sẵn sàng làm những cái chuyện trời ơi đất hỡi từ những cái hình ảnh gọi là dâm dục khoe mình cho tới những cái hình ảnh được xem là đầy bạo động và có những cái ngôn ngữ dung tục đã được chiếu trên mạng TikTok và giờ đây thì cộng sản Việt Nam cho biết là họ bắt đầu siết chặt lại tất cả những cái video clip này đồng hành với lại việc mà bắt đầu họ nói rằng sẽ làm việc với Facebook và YouTube để kiểm soát những cái mà họ cho là nội dung xấu và độc hại trong đó có rất nhiều những nội dung trên Facebook và trên YouTube đã đã kích cái uh, hệ thống cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và do đó thì họ đang gia tăng cái mức gọi là kiểm soát tất cả những cái uh, mạng video mà họ cho rằng gây bất lợi cho cái quyền cai trị của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay tới phiên thị trường việt nam đã phải đón chào tất cả những cái banner và những cái trang web cá độ một cách công khai rất nhiều những cái bản quảng cáo ngoài trời được xem là ở tại sài gòn đã cung cấp và cho những cái dịch vụ được xem là về cá độ các môn thể thao bản tin mới nhất cho biết thì đã có nhiều cái bản quảng cáo xuất hiện tại sài gòn ở trên tất cả những cái biểu quảng cáo trong đó quảng cáo cho tất cả những cái Trang web được mô tả là những cái trang web chuyên môn cá độ về cờ bạc và chuyên môn có những cái cá độ về thể thao cũng như một số những cái môn cờ bạc khác. Bên cạnh đó thì uh, tờ báo tuổi trẻ cũng báo cáo cho biết là riêng ở trong cái uh, nguồn máy cai trị thì có 190 cái web gia giáo dục và 76 cái web của cái hệ thống cai trị đã bị chèn vào trong đó những cái quảng cáo về cá độ và cờ bạc. Sau khi mà có một cái sự gọi là tràn ngập ở tại Việt Nam và thị trường quảng cáo tại Việt Nam gần như đã loạn, ngoại trừ những quảng cáo những cái thuốc kích dục và ngoại trừ những cái quảng cáo về những cái dược thảo thì nay thị trường quảng cáo Việt Nam gần như tràn ngập tất cả những quảng cáo về cá độ và trong đó là các cái trang web của cái nguồn máy cai trị bao gồm luôn cả cái ngành giáo dục và ít nhất là có 76 cái trang web của các cái cơ quan nằm trong cái chế độ cai trị đã bị quảng cáo rất nhiều về các cái trang web cờ bạc này. Đây được xem là một trong những cái hành động mà phía Bộ Thông tin và Truyền thông quy trách nhiệm cho những công ty quảng cáo tại Việt Nam. Bởi vì những công ty này là gần như là nắm tất cả những cái quảng cáo lớn nhỏ tại Việt Nam và thời gian trước thì họ đã đẩy rất nhiều những cái loại quảng cáo kích dục ở trong các cái trang web của Bộ Giáo dục và một số cái cơ quan công quyền của Cộng sản Việt Nam. Nay thì tới phiên các cái trang web của ngành cờ bạc và kể cả cho vay lãi cao đã xuất hiện rất nhiều ở trong cái trang web của cái cơ quan công quyền của Cộng sản Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng sản Việt Nam lên tiếng biện minh cho việc ép buộc phải mua sách giáo khoa giữa lúc mà một trong những đại biểu của hội có tên là Nguyễn Thị Kim Thúy đã đặt vấn đề. Bản tin mới nhất cho biết thì trong cái cuộc gọi là nói chuyện với đại biểu quốc hội thì đại biểu quốc hội đã nêu ra vấn đề phía của Bộ Giáo dục Cộng sản Việt Nam đã có thái độ ép các học sinh và phụ huynh học sinh phải mua những sách giáo khoa mới mỗi một năm thì ông này đã lên tiếng và ông này tên là Nguyễn Kim Sơn lên tiếng và giải thích rằng là ông ta làm đúng theo một cái thông tư 25 à, đó là cái thông tư của Bộ Giáo dục trong đó là sẽ à, đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục địa phương và gần như các cơ sở giáo dục địa phương thì lại cấu kết với lại những nhà xuất bản mỗi một năm đều in sách mới và buộc tất cả các học sinh và các phụ huynh phải mua sách mới. Điều này đã dẫn tới việc mà một đại biểu tại Quốc hội Cộng sản Việt Nam đặt vấn đề là có tình trạng cưỡng ép mua sách giáo khoa mới mỗi một năm hay không thì ông này nói rằng là đã tổ chức tất cả những cái đoàn thanh tra để mà gọi là cái kiểm tra về cách chọn lựa sách giáo khoa của một số địa phương và ông ta đổ thừa cho các khu vực ở địa phương có một số nơi đã ép các phụ huynh và các học sinh là phải mua sách giáo khoa mới mỗi năm với giá cắt cổ và đây được xem là một trong những lời biện minh của người đứng đầu cái ngành gọi là bộ giáo dục và đào tạo của cộng sản việt nam tên là nguyễn kim sơn và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!